10 giờ mà đã đói rồi. Mình có tiền mà, phải đi mua đồ ăn mới được. Mẹ à, mày đi đâu đây? Mày đi mua đồ ăn. Mẹ đi mua đồ ăn cho con à? Mơ đi, mẹ đang đói, mẹ mua đồ ăn cho mẹ đây. Con tự móc heo của con ra mà mua đi. Nhưng mà heo của con không móc được đâu. Mẹ mua cho con với. Được rồi, con muốn ăn đúng không? Chờ mẹ một tí. Yes, chắc mẹ đi mua đồ ăn cho mình rồi. Mẹ ơi, ra đây mẹ bảo. Nhanh thế, mẹ đã mua về rồi. Con tưởng mẹ đi mua đồ ăn cơ mà. Con chưa nghe câu có làm thì mới có ăn, không dư ngay dễ đem phần đến cho. Bữa nay mẹ cũng thờ văn rồi đấy. Thế giàu có cho hay không? Tất nhiên là con có rồi. Yes. Bây giờ con hãy tìm cách xếp cái hình này vào cái ô này sao cho vừa khít. Vậy là xong rồi. Yes. Nhìn thế này lần xong mà xếp tầng nữa hả mẹ? Thì con suy nghĩ đi. Muốn no bụng mẹ thì cái đầu phải suy nghĩ. Mẹ không phải thách thức con, con sẽ làm bằng được cho mẹ xem. Yes. Thì cứ thử đi xem có làm được không. Try it now. Chưa được đâu, làm lại đi. Try it now. Ui giời ơi, có làm được đâu. Thôi mẹ đi ăn đây, mẹ đói lắm rồi. Mẹ chờ con một tí, con sắp làm được rồi. Một lần nữa thôi đấy nha, mẹ đói quá rồi. À, mình nghĩ ra rồi. Yes. Cuối cùng thì con cũng làm xong rồi mẹ. Cũng biết suy luận đấy. Thôi được rồi, hôm nay mẹ sẽ mời con. Con ăn thằng thử thách mà mẹ. Nhưng mà vẫn là tiền của mẹ, thế bây giờ có đi không? Tất nhiên là có rồi. Thế thì nhanh lên, còn ngồi đấy à? Bé lại cáu gắt rồi.